Ukraine tuyên bố rút quân khỏi thành trì chiến lược Avdiivka. Nga dội tên lửa tầm xa, điều lính dù đột kích bất ngờ vào cứ điểm Ukraine. Iran phóng tên lửa đạn đạo Imad và Quad. WHO nỗ lực tiếp cận bệnh viện lớn nhất còn hoạt động tại Gaza. Hội nghị an ninh Munich, Liên Hợp Quốc kêu gọi xây dựng một trật tự toàn cầu mới. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế trên kênh YouTube Báo Lao động. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Mở đầu bản tin sẽ là những tin tức cập nhật về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Trong một bài đăng trên Facebook ngày 17 tháng 2, Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết, lực lượng Kiev rút khỏi Avdiivka để tránh bị bao vây. Việc rút quân được thực hiện sau nhiều tháng quân Ukraine tại Avdiivka bị Nga tấn công dữ dội. Động thái này cũng đánh dấu sự thay đổi lớn nhất trên chiến tuyến kể từ khi Nga kiểm soát được Bakhmut vào tháng 5 năm 2023. Avdiivka được coi là thành phố chiến lược, cửa ngõ vào Donetsk ở miền đông Ukraine. Hơn 2 tháng qua, Avdiivka trở thành mục tiêu tấn công ác liệt của Nga. Đây được xem là một phần trong chiến lược của Moscow nhằm tiến sâu hơn vào thành trì của Ukraine ở miền đông. Cả Nga và Ukraine đều coi việc kiểm soát Avdiivka mang ý nghĩa tuyên truyền trong bối cảnh xung đột bế tắc. Tuy nhiên, Avdiivka cũng mang giá trị về mặt quân sự. Một trong những mục tiêu chính của Nga là kiểm soát hoàn toàn Donetsk và ngăn chặn Ukraine kiểm soát tỉnh này. Điều đó có nghĩa là Nga phải loại bỏ các nhóm kháng cự ở Avdiivka, đồng thời đào sâu và củng cố các tuyến hậu cần. Về phía Ukraine, từ Avdiivka, quân đội Kiev có thể đe dọa các tuyến đường sắt ở Donetsk, buộc Nga phải tìm những tuyến đường thay thế được cho là kém hiệu quả hơn để vận chuyển binh lính và trang thiết bị đi khắp miền đông Ukraine. Trong bản báo cáo cập nhật tình hình chiến sự mới nhất, phía Nga cho biết các lực lượng nước này đã tấn công khu tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine, phá hủy các nhà máy chuyên sản xuất vũ khí, đạn dược, trong khi Ukraine tuyên bố tấn công các trạm radar của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đã sử dụng vũ khí tầm xa phóng từ trên không và trên biển để tấn công các nhà máy thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine, chuyên sản xuất, sửa chữa động cơ máy bay, thiết bị điện tử, thiết bị liên lạc, pháo cối và đạn dược. Ngoài ra, Nga cũng tấn công các nhà máy cung cấp nhiên liệu cho Ukraine. Ở hướng Kupiansk, các đơn vị của nhóm chiến đấu miền Tây của Nga đã gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị cho đối phương và đẩy lùi cuộc tấn công của lữ đoàn cơ giới số 30. Cũng cập nhật về tình hình chiến sự, hãng tin Sputnik mới đây công bố video cho thấy các binh sĩ thuộc lực lượng lính dù của Nga được sự hỗ trợ của xe bọc thép BMD-2 đã bí mật tiếp cận cứ điểm của Ukraine tại Bakhmut. Sau khi ập vào căn cứ của đối phương, các binh sĩ Nga đã tung toàn bộ hỏa lực để chấn áp lực lượng Ukraine. Theo Sputnik, xe bọc thép của Nga đã tấn công các vị trí của Ukraine ở khoảng cách từ 1 đến 1,5 km. Trong khi đó, một máy bay không người lái được trang bị thiết bị chụp ảnh nhiệt đã giúp điều phối cuộc tấn công này. Cuộc tấn công vào ban đêm đã gây bất ngờ cho binh sĩ Ukraine, khiến họ không kịp trở tay. Khi đối phương suy yếu, các đội xung kích của lính dù Nga đã ập vào tấn công các binh sĩ Ukraine trong chiến hào. Tiếp đó, bộ binh Nga từ phía sau nhanh chóng tiếp quản các vị trí đã giành được. Trong ngày 16 tháng 2, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký thỏa thuận an ninh song phương. Theo đó, Berlin sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 1,13 tỷ euro, tương đương với 1,22 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Theo đó, Bộ Quốc phòng Đức cho biết, danh mục viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine bao gồm 120.000 đạn pháo cỡ nòng 122mm và 100 tên lửa Eris-T SLS bàn giao trong năm nay, cũng như hệ thống phòng không Skynet thứ hai bàn giao vào năm 2025. Ngoài ra, Đức sẽ cung cấp thêm 18 khẩu pháo tự hành Panzerhaubitze-200, một trong những loại pháo mạnh nhất trong kho vũ khí của quân đội nước này, cho Ukraine trong các năm 2026 và 2027. Được biết, lễ ký thỏa thuận an ninh song phương giữa Đức và Ukraine diễn ra tại thủ đô Berlin cùng ngày khai mạc Hội nghị An ninh Munich 2024 ở thành phố miền nam nước Đức Munich. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Zelensky sau lễ ký thỏa thuận an ninh song phương, Thủ tướng Olaf Scholz khẳng định Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong dài hạn. Theo đài truyền hình Ba Lan, vừa qua những nông dân Ba Lan tham gia biểu tình đã chặn trạm kiểm soát cuối cùng ở biên giới giữa nước này với Ukraine. Kocheva là trạm kiểm soát hàng hóa cuối cùng ở biên giới Ba Lan-Ukraine chưa bị phong tỏa. Việc những người biểu tình tiến hành chặn trạm kiểm soát này làm tê liệt các cửa khẩu biên giới, nhiều xe tải đang xếp hàng dài.
Theo đài truyền hình Ba Lan, có khoảng 1.000 phương tiện hạng nặng đang xếp hàng tại trạm kiểm soát Kocheva và khoảng 400 phương tiện tại trạm kiểm soát Medica lân cận. Các chuyên gia dự đoán phải mất chừng 3 tuần vụ việc này mới được giải quyết. Ngày 9 tháng 2, một cuộc biểu tình của nông dân Ba Lan trên toàn quốc đã bắt đầu. Những người biểu tình chặn đường và lối vào các trạm kiểm soát ở biên giới với Ukraine. Quan hệ Ba Lan-Ukraine trở nên phức tạp do lệnh cấm vận đối với ngũ cốc của Ukraine. Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Vừa qua, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC đã tiến hành một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, phá hủy các mục tiêu giả định bằng tên lửa đạn đạo EMAT và Quad. Được biết, hoạt động này là một phần trong quá trình huấn luyện của IRGC. Theo đó, trong cuộc tập trận, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã sử dụng các phiên bản nâng cấp của tên lửa đạn đạo EMAT và Quad để tấn công mục tiêu mô phỏng căn cứ không quân Palmachim của Israel, nơi chứa các máy bay chiến đấu F-35, lực lượng phòng vệ Israel. Báo cáo từ hãng tin Tasnim cho biết, tên lửa nhiên liệu hỏng EMAT tăng cường đã bắn trúng mục tiêu giả ở khoảng cách khoảng 1.700 km, với sai số dưới 4 mét. Được biết trước đó, vào ngày 12 tháng 2, Iran cũng đã tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo đặt trong container trên chiến hạm đa năng Shahid Davi ở vịnh Oman. Theo đó, Tehran nhấn mạnh, hai tên lửa đạn đạo dòng PT có tầm bắn tới 1.700 km đã đánh trúng mục tiêu trong cuộc thử nghiệm. Động thái của Iran không chỉ khẳng định khả năng phòng thủ cũng như sức mạnh tấn công của quốc gia Hồi giáo này, mà còn là một tín hiệu cứng rắn trước các mối đe dọa tiềm tàng. Ngày 16 tháng 2, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, cơ quan này đang cố gắng tiếp cận bệnh viện Nasser, cơ sở y tế lớn nhất còn hoạt động tại giải Gaza, sau khi Israel tiến hành cuộc đột kích nhằm vào đây. Trong tuyên bố, người phát ngôn của WHO, Tarik Yazarevich, nêu rõ vẫn còn nhiều bệnh nhân bị thương nặng và bị ốm nặng bên trong bệnh viện Nasser. Ông Tarik Yazarevich nhấn mạnh, nhu cầu cấp bách hiện nay là cung cấp nhiên liệu cho cơ sở y tế này để có thể duy trì các dịch vụ cứu sống bệnh nhân. Do vậy, WHO nỗ lực tiếp cận bệnh viện Nasser. Trước đó, ngày 15 tháng 2, quân đội Israel thông báo đã mở cuộc đột kích vào bệnh viện Nasser và gọi đây là cuộc tấn công được chuẩn bị chính xác. Israel nêu rõ, cuộc đột kích được triển khai dựa trên thông tin cho thấy các tay súng của phong trào Hồi giáo Hamas đang ẩn náu và bắt giữ con tin trong bệnh viện này. Phía Hamas đã bác bỏ thông tin trên. Ngày 16 tháng 2, Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz khẳng định, nước này sẽ phối hợp với Ai Cập giải quyết các vấn đề liên quan đến người tị nạn Palestine. Phát biểu với báo giới bên lề hội nghị an ninh Munich diễn ra ở Đức, Ngoại trưởng Israel Katz cam kết hợp tác với Ai Cập để đối phó với làn sóng người tị nạn Palestine tại thành phố Rafah, nơi ẩn náu cuối cùng của người Palestine ở phía nam giải Gaza giáp với Ai Cập. Ông đề xuất di rời người Palestine đang lánh nạn ở Rafah đến Khan Yunis, thành phố lớn thứ hai tại giải Gaza, đồng thời khẳng định Israel sẽ đảm bảo không làm ảnh hưởng đến các lợi ích của quốc gia Bắc Phi. Ước tính có khoảng 1,5 triệu người dân ở Gaza đã đến thành phố Rafah để chạy trốn xung đột. Mới đây, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công lực lượng Hamas ở Rafah sau khi cho phép dân thường rời khỏi khu vực này. Kế hoạch của Israel đã vấp phải chỉ trích của cộng đồng quốc tế, trong đó có Ai Cập. Chính quyền Cairo nhiều lần đã cảnh báo rằng một cuộc tổng tiến công như vậy của Israel sẽ dẫn tới một cuộc di tản quy mô lớn của người Palestine sang khắp bán đảo Sinai. Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich của Đức, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi cộng đồng quốc tế xây dựng một trật tự thế giới mới vì tất cả mọi người dân. Tổng thư ký Antonio Guterres cho rằng cơ chế quản trị toàn cầu theo mô hình hiện nay đang làm gia tăng tình trạng chia rẽ. Thế giới đang đối mặt với những thách thức hiện hữu, nhưng cộng đồng quốc tế lại bị phân tán và chia rẽ sâu sắc nhất trong 75 năm qua. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc nêu bật sự cần thiết phải xây dựng một trật tự thế giới mới, vận hành vì tất cả mọi người dân. Theo Tổng thư ký Guterres, nếu các quốc gia hoàn thành nghĩa vụ quốc tế của mình theo hiến chương Liên Hợp Quốc, tất cả người dân trên thế giới đều được sống trong hòa bình và phẩm giá. Tuy nhiên, chính phủ không thực hiện những cam kết này và hàng triệu người dân thường đang phải trả những cái giá khủng khiếp. Số người chạy nạn trên thế giới hiện đã tăng cao kỷ lục. Ông Guterres cho rằng tình hình ở giải Gaza là minh chứng rõ ràng cho thấy sự bế tắc trong quan hệ toàn cầu. Mức độ thương vong và tính chất hủy diệt của cuộc xung đột tại đây thực sự gây choáng váng. Trong khi đó, chiến tranh cũng đang lan rộng ra toàn bộ khu vực và ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu. Đề cập tới xung đột giữa Nga và Ukraine, nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, cần một nền hòa bình bền vững và công bằng cho cả Ukraine, cho Nga và thế giới. Đó là một nền hòa bình phù hợp với hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, trong đó thiết lập nghĩa vụ tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia có chủ quyền. Tổng thư ký Guterres đề cập tới chương trình nghị sự mới vì hòa bình,
Ý tưởng được Liên Hợp Quốc công bố vào tháng 7 năm 2023 nhằm cập nhật hóa các hệ thống an ninh tập thể trên phạm vi toàn cầu thông qua điều mà ông gọi là một chủ nghĩa đa phương gắn kết và bao trùm. Ông nhắc lại khuyến nghị cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tái cam kết loại bỏ vũ khí hạt nhân và nhấn mạnh hơn đến vai trò của phát triển bền vững và hành động khí hậu trong ngăn ngừa xung đột. Chương trình nghị sự mới này sẽ được thảo luận chi tiết tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, dự kiến diễn ra tháng 9 tới tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc đồng thời cảnh báo sự gia tăng của chủ nghĩa bài Do Thái, tình trạng bạo lực do hận thù tôn giáo và phân biệt chủng tộc trên thế giới. Ông kêu gọi các công ty công nghệ nêu cao trách nhiệm trong việc kiểm soát các nội dung thù hận trên không gian mạng và chấm dứt việc thu lợi nhuận từ những nội dung này. Bạo lực bùng phát từ tối ngày 15 tháng 2 sau khi một đám đông xông vào khu phức hợp trụ sở làm việc của chính quyền ở huyện Churachandpur, cách thủ phủ Imphal khoảng 60 km về Việt Nam. Một số đối tượng quá khích đã đập phá trong các tòa nhà và phóng hỏa đốt cháy nhiều ô tô. Cảnh sát đã phải sử dụng đạn hơi cay và bắn chỉ thiên để giải tán đám đông. Hàng trăm người đã xuống đường phản đối việc một sĩ quan cảnh sát bị sa thải sau khi bức ảnh chụp người này và các tay súng có vũ trang lan truyền trên mạng xã hội. Hiện cảnh sát Ấn Độ chưa xác nhận thông tin về hai người thiệt mạng. Bất ổn gia tăng tại bang Manipur kể từ khi bạo lực sắc tộc quy mô lớn nổ ra vào hồi tháng 5 năm ngoái. Đụng độ giữa nhóm sắc tộc Mây Tây chiếm đa số và cộng đồng thiểu số Kuki tại đây đã khiến hơn 60.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Trong ngày 16 tháng 2 vừa qua, hơn 1.000 người đã xếp hàng trước Đại sứ quán Thái Lan ở Yangon, trong bối cảnh nhiều thanh niên muốn rời Myanmar sau khi chính quyền tuyên bố sẽ áp dụng nghĩa vụ quân sự. Kể từ khi chính phủ thông báo về việc thực thi luật nghĩa vụ quân sự nhân dân vào cuối tuần trước, Đại sứ quán Thái Lan tại Yangon đã bắt đầu xuất hiện cảnh tượng nhiều thanh niên cả nam lẫn nữ xếp hàng xin thị thực. Trước đó, Đại sứ quán Thái Lan cho biết họ đang phát 400 số thứ tự mỗi ngày để kiểm soát dòng người xếp hàng. Được biết, luật nghĩa vụ quân sự đã được ban hành vào năm 2010 nhưng chưa từng được kích hoạt. Hiện chưa rõ đạo luật sẽ được thực thi như thế nào. Trong khi đó, chính quyền quân sự cho biết họ đang thực hiện các biện pháp để vũ trang cho lực lượng quân nhân thân quân đội trong cuộc chiến đấu với các nhóm nổi dậy khắp đất nước, bao gồm lực lượng phòng vệ nhân dân phản đối cuộc chính biến năm 2021 và các nhóm vũ trang sắc tộc. Gần 6 tuần sau trận động đất ngày đầu năm mới 2024 tại miền Trung Nhật Bản, khung cảnh ở thành phố Wajima, tỉnh Ishikawa, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn vô cùng ngổn ngang. Đáng chú ý là tình trạng các hố ga nhô lên khỏi mặt đất, những ngôi nhà bị nghiêng hoặc bị chôn vùi một nửa dưới lòng đất và nhiều đoạn đường bị lõm xuống hoặc nhô lên do hiện tượng hóa lỏng trong lòng đất. Hiện tượng hóa lỏng, trong đó độ bền của đất bị suy giảm do động đất đã cản trở các nỗ lực cứu trợ nhằm khôi phục cơ sở hạ tầng ở các khu vực bị ảnh hưởng. Hiện tượng này xảy ra trên phạm vi rộng lớn dọc các địa phương duyên hải của Nhật Bản. Các chuyên gia địa chất Nhật Bản nhận định đó là một thảm họa kép. Tình trạng hóa lỏng trùng lặp với các loại thảm họa khác như động đất và sóng thần. Có nhiều giai đoạn mà thảm họa này sẽ là nguyên nhân gây ra thảm họa tiếp theo, và đây là trường hợp mà chúng ta cần phải có sự đề phòng kỹ lưỡng hơn. Châu Âu hiện nay đang chìm trong khủng hoảng năng lượng. Nhu cầu năng lượng của châu Âu đã thúc đẩy ngành công nghiệp khí thiên nhiên hóa lỏng LNG của Mỹ phát triển mạnh mẽ, nhưng công suất của nước này không đủ để đáp ứng và LNG đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới khí hậu. Được biết, chính quyền Mỹ sẽ tạm ngừng cấp phép cho các cơ sở sản xuất LNG mới. Điều này khiến cho châu Âu như ngồi trên đống lửa. Không còn lựa chọn nào khác, châu Âu đang bắt đầu xây dựng các bến cảng lớn để tiếp nhận hàng từ Mỹ. Thế nhưng sau đó, Mỹ tuyên bố đình chỉ các dự án LNG và sẽ không cung cấp cho châu Âu trong những năm tới. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 26 tháng 1 công bố lệnh tạm dừng xây dựng các kho cảng xuất khẩu LNG mới. Theo dữ liệu do Tổ chức Quốc tế Cedigas công bố, trong năm 2023, Mỹ là nước xuất khẩu LNG hàng đầu thế giới. Theo Nhà Trắng, khoảng một nửa lượng xuất khẩu LNG vào năm 2023 được xuất khẩu sang châu Âu, do lục địa này đã chấm dứt việc nhập khẩu khí đốt của Nga kể từ khi nổ ra cuộc xung đột tại Ukraine. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm cho biết trong một hội nghị gần đây, khi xuất khẩu tăng lên, chúng tôi phải xem xét các nhu cầu này dựa trên các phân tích an ninh quốc gia, môi trường và kinh tế. Do đó, sẽ không có giấy phép xuất khẩu mới nào được cấp trước khi Bộ Năng lượng Mỹ DOE cập nhật phân tích về từng dự án. Đồng thời, bà Granholm cũng đảm bảo rằng các dự án đã được thông qua sẽ tăng công suất xuất khẩu của Mỹ lên 1,35 tỷ mét khối mỗi ngày, so với khoảng 328 triệu mét khối mỗi ngày vào cuối năm 2023, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ. Lý do được chính quyền Mỹ đưa ra là nhằm thỏa mãn yêu sách của các nhà hoạt động môi trường.
Kể từ khi nhu cầu tăng vọt, các nhà khoa học, nhà bảo vệ môi trường cũng như các quan chức dân cử ở địa phương đã cảnh báo về hậu quả đối với môi trường khi tăng tốc các dự án kho cảng LNG, cả về sức khỏe cộng đồng của người dân Mỹ lẫn vấn đề phát thải khí nhà kính. Đầu tháng 12 năm 2023, bên lề Hội nghị Khí hậu COP28 tổ chức tại Dubai, hơn 250 tổ chức và nhóm môi trường đã yêu cầu ông Joe Biden không tiếp tục cấp phép xây dựng các trạm xuất khẩu LNG mới. Tại Mỹ, 79% sản lượng đến từ khí đá phiến, theo Cơ quan Quản lý Năng lượng. Quá trình khai thác loại khí này với phương pháp bẻ gãy thủy lực được coi là thủ phạm chính gây ra nhiều thiệt hại đối với môi trường. Nếu khí đốt là năng lượng hóa thạch thải ra ít CO2 hơn dầu và than, thì việc khai thác và vận chuyển khí đốt có nguy cơ phát thải khí metan, một loại khí có sức nóng gấp 10 lần CO2. Hãng tin Bloomberg bình luận, sự phụ thuộc ngày càng tăng của châu Âu vào LNG của Mỹ đang ngày càng rủi ro hơn, trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden quyết định ngừng cấp giấy phép xuất khẩu mới cho loại nhiên liệu này, phục vụ cho mục đích tranh cử. Hãng thông tấn Mỹ cảnh báo rằng, mặc dù Mỹ vẫn là đồng minh lớn trong G7 của EU với sức mạnh kinh tế vượt trội và sự ổn định chính trị tương đối, nhưng việc phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ, ngay cả một quốc gia thân thiện cũng mang lại rủi ro. Bloomberg cũng dẫn lời Ira Joseph, một cộng tác viên nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu tại Đại học Columbia nói rằng, sự phụ thuộc của châu Âu vào LNG của Mỹ sẽ tiếp tục tăng nếu khí đốt của Nga không xuất hiện trở lại và người Qatar quyết định không tham gia vào cuộc chiến giá cả để giành thị phần. Phần thưởng dành cho châu Âu là sự đa dạng của các nhà cung cấp Mỹ. Rủi ro là một sự thay đổi lớn trong chính sách của Mỹ trong tương lai. Năm ngoái, Dieter Jun Jorgensen, Tổng giám đốc năng lượng của Ủy ban châu Âu nói rằng ý định tự làm hại mình của EU nhằm đa dạng hóa nguồn khí đốt tự nhiên của Nga có nghĩa là EU sẽ buộc phải phụ thuộc vào LNG của Mỹ trong nhiều thập kỷ tới. Trước đó, nhờ tăng cường khai thác ở vịnh Mexico và bờ Đại Tây Dương, Mỹ đã vượt Qatar để trở thành nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng LNG lớn nhất thế giới, đồng thời trở thành nguồn cung quan trọng cho châu Âu khi lục địa già tìm cách giảm lượng tiêu thụ khí đốt Nga. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, 5 dự án đang được xây dựng sẽ giúp tăng gấp đôi lượng LNG của Mỹ vào năm 2026, được khai thác ở vùng biển phía nam các bang Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama và Florida. Tuy nhiên, các dự án khí đốt trị giá hàng tỷ đô la Mỹ trở thành mục tiêu chỉ trích của các nhà hoạt động khí hậu vì cho rằng phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch đang gây ra tình trạng ấm lên toàn cầu. Sự chỉ trích này diễn ra vào đúng thời điểm Tổng thống Joe Biden đang chạy đua để tái tranh cử chức Tổng thống Mỹ trong năm nay. Vì vậy, công ty tư vấn Rapidan Energy Group dự báo chính quyền Mỹ khó có thể cấp bất kỳ giấy phép xuất khẩu LNG mới nào trước cuộc bầu cử. Điều này có nguy cơ làm đình trệ các dự án mà châu Âu đang phụ thuộc vào để đáp ứng nhu cầu năng lượng của châu lục trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn. Sau sự gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt của Nga vào năm 2022 do các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga liên quan đến hoạt động quân sự đặc biệt của nước này, châu Âu đã phải vật lộn với hóa đơn năng lượng đắt đỏ và lạm phát tăng. Cụ thể, Đức đã nhập khẩu khí đốt ít hơn 2,5 lần trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2023 so với cùng kỳ năm 2021, nhưng không tiết kiệm được gì vì giá cũng tăng 2,5 lần, theo tính toán của Sputnik dựa trên dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Đức. Cũng trong năm ngoái, Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Suginov nói với Sputnik rằng xuất khẩu LNG của Nga đã tăng vài phần trăm kể từ đầu năm 2023. Ông Suginov nhấn mạnh, có nhiều khách hàng mua LNG của Nga trên khắp thế giới. Và đây không chỉ là những đối tác mới của chúng tôi ở Đông Nam Á, mà còn là người tiêu dùng châu Âu. Trước lệnh cấm của Tổng thống Biden, nhà phân tích Ademisu Allen của công ty Rystad Energy ước tính rằng, với tốc độ hiện tại, thị phần toàn cầu của Mỹ có thể tăng từ 21% vào năm 2023 lên 30% vào năm 2030. Châu Âu vẫn là khách hàng khí đốt lớn nhất của Nga, cả qua đường ống và LNG, khi các nước EU tiếp tục chi 1 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng cho LNG Bắc Cực của Nga vào năm 2023. Báo cáo của Global Witness nêu rõ, từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2023, các nước EU đã mua 22 triệu mét khối LNG, so với 15 triệu mét khối trong cùng kỳ năm 2021, tăng 40%. Đây là mức tăng mạnh hơn nhiều so với mức tăng nhập khẩu LNG trung bình toàn cầu của Nga ở mức 6%. Các nước EU hiện mua phần lớn nguồn cung của Nga, hỗ trợ cho một trong những nguồn thu quan trọng nhất của Điện Kremlin. LNG hiện chiếm 45-50% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của EU, và trong tháng 11 năm 2023, xuất khẩu LNG của Nga sang EU đã đạt mức cao nhất mọi thời đại, với hơn 1,75 triệu tấn. Theo dữ liệu từ Bộ Phát triển Kinh tế Nga, tổng lượng xuất khẩu nhiên liệu của Nga vào năm 2023 đạt khoảng 33,3 triệu tấn,
Năm 2023, Mỹ cung cấp thị phần LNG lớn nhất cho EU, 40%. Tiếp theo là Nga và Qatar. Cả hai đều có thị phần khoảng 13%. Trong suốt năm 2023, xuất khẩu LNG của Nga sang EU đã lên tới 15,5 triệu tấn, ngang bằng với lượng xuất khẩu vào năm 2022. LNG của Nga vẫn không bị trừng phạt vì châu Âu vẫn không thể tìm đủ LNG từ nơi khác để đáp ứng mọi nhu cầu của mình. Theo cơ quan giám sát môi trường Global Witness, nhập khẩu LNG của Nga chủ yếu thông qua tàu chở dầu và một số LNG của Nga đến EU thông qua khâu trung gian ở nước thứ ba. Ví dụ, Bulgaria đã bị cắt nguồn khí đốt của Nga vào năm 2022 khi từ chối thanh toán tiền khí đốt bằng đồng rúp, nhưng họ vẫn gián tiếp nhận LNG của Nga, mua LNG từ Hy Lạp, những khách hàng của tập đoàn Nga Gazprom. Theo Trung tâm Nghiên cứu Dân chủ, Đức cũng đã mua 23% lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu từ Bỉ trong 3 tháng đầu năm 2023. Trong cùng khoảng thời gian đó, Bỉ đã nhập khẩu 60% nguồn cung cấp LNG từ Nga. Và những nước ủng hộ nhiệt tình của Kiev, Litva và Estonia đã bí mật mua LNG trị giá 6,1 tỷ euro từ Nga vào năm 2023, bất chấp tuyên bố từ chối nhiên liệu của nước này. Tờ The Telegraph của Anh đưa tin vào tháng 12 vừa qua, trích dẫn dữ liệu từ Eurostat. Do đó, thị phần của Nga trong nguồn cung cấp khí đốt của EU có thể sẽ cao hơn rất nhiều so với con số chính thức là 13% trong tổng số báo cáo của Eurostat. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!